Các em thân mến, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em giải một đề thi tham khảo học kỳ 1 môn vật lý 11 của trường Trung học phổ thông Quang Trung. Đây là một đề thi khá hay và nhiều câu hỏi rất là hay, giúp cho các em chuẩn bị ôn tập tốt khi chúng ta chuẩn bị cho bài thi học kỳ. Các em tải đề dưới phần mô tả video của thầy nhé. Nào, chúng ta cùng nhau bắt đầu ôn tập luôn. Các em xem qua sơ cái đề này nhé. Đây có một số câu rất là hay ha. Thầy nghĩ rằng với cái đề này thì giúp cho chúng ta cũng nắm được cũng kha khá kiến thức để chúng ta chuẩn bị tốt cho bài thi của mình. Câu 1. Để bóng đèn loại 120V 60W sáng bình thường ở mạng điện 220V thì người ta mắc bóng đèn này với một điện trở R. Vậy điện trở R mắc như thế nào với bóng đèn và có giá trị bao nhiêu? Rõ ràng các em thấy rằng hiệu điện thế định mức bóng đèn là 120V mà mắc vào mạng điện 220V, gấp đôi luôn. Vậy chắc chắn chúng ta phải mắc thêm một cái điện trở nối tiếp với nó để chúng ta chi áp cho cái điện trở đó ha. Cụ thể chúng ta sẽ có bóng đèn sẽ mắc nối tiếp với một cái điện trở R để chi áp cho 100V cho cái điện trở này, còn lại 120V trên cái bóng đèn này thì lúc này bóng đèn sáng bình thường. Để tìm được R thì các em mới biết được cái dòng điện đi qua điện trở này nha. Do đầu mạch mắc nối tiếp nên y qua điện trở R này cũng bằng y qua bóng đèn luôn. Vậy để đèn sáng bình thường, chắc chắn dòng điện qua bóng đèn này phải bằng dòng điện định mức. Từ công thức là B bằng U nhân Y, các em sẽ rút cái y định mức này sẽ bằng B của bóng đèn chia cho U bóng đèn. Đúng không? B là 60W là công suất định mức, chia U là hiệu điện thế định mức, thì bằng 0,5A, chính là dòng điện định mức qua bóng đèn để sáng bình thường. Vậy lúc này dòng điện qua điện trở cũng 0,5A luôn, vì mắc nối tiếp nên dòng điện như nhau. Đến đây các em dùng định luật ôm là chúng ta có R sẽ bằng U chia Y. U này U hai đầu R nhé, chia Y qua điện qua mạch chính luôn, bằng 100 chia cho 0,5 thì bằng 200 ohm. Vậy là mắc nối tiếp và R bằng 200 ohm. Câu A. Câu 2. Cường độ dòng điện có thể xác định theo công thức nào sau đây? Thì cường độ dòng điện Y sẽ bằng Q chia T bằng điện lượng dịch chuyển qua tiết diện S trong một thời gian T. Các em chọn câu B luôn. Câu số 3. Khi xảy ra hiện tượng đoản mạch thì cường độ dòng điện trong mạch sẽ tăng lên rất lớn ha. Các em chọn đáp án A luôn. Khi mà đoản mạch á thì dẫn đến điện trở mạch ngoài sẽ trở về không. Vì thế mà dòng điện trong mạch sẽ tăng lên đột ngột, tăng lên rất lớn và có thể gây chập điện và gây nổ ha. Câu số 4. Ghép 3 pin giống nhau mắc nối tiếp. Mỗi pin có số điện động 2,5V và điện trở trong là 1 ohm. Các em tính số điện động bộ nguồn và điện trở trong của bộ pin. 3 pin mắc nối tiếp. Rõ ràng các em thấy rằng E bộ chính là bằng tổng 3 cái E này. Vậy là chúng ta có E bộ bằng 7,5V. Còn điện trở trong là do mắc nối tiếp nên cái điện trở trong coi như được mắc nối tiếp với nhau. Nên R bộ sẽ bằng 3 lần R trong. Chưa nào? Vậy là chúng ta sẽ có là 3 ohm và 7,5V. Các em chọn D. Tục câu 5. Cho đoạn mạch như hình vẽ, cái điện trở R1 bằng 7 ohm và R2 4 ohm. Khi đặt vào hai đầu AB một hiệu điện thế 15,6V thì cường độ dòng điện qua R1 là 2A. Dòng điện qua R1 là 2A. Tính điện trở R3. Thì để xác định R3 thì các em phải tìm cái dòng qua R3 đi. Chúng ta tìm cái dòng I3 này và tìm UBC. Nha, tìm UBC. Rõ ràng chúng ta có dòng điện qua R1 là UAC đó. Chúng ta có qua R1 là bằng 2 rồi. Có được R1 bằng 7 rồi. Vậy chúng ta tính được UAC. UAC thì bằng Y nhân R. Y qua AC chính là 2.
nhân R1 chính là 7 bằng 14V. Vậy lúc này chúng ta có UAB sẽ bằng UAC cộng UCB. Do đó thầy rút ra được UCB sẽ lấy 15,6 này này, các em trừ đi 14 thì rõ ràng là UBC sẽ bằng 1,6V. Từ đó các em tính được R3 thì bằng UBC chia cho R3. Để tính Y3 luôn ha. Này U này, tính Y. Chưa được, thầy thì tính cái dòng điện qua cái R2 trước. Tính Y2 trước đi. Tại vì mình có được UBC rồi thì các em chỉ tính được dòng Y2. Chúng ta có dòng Y2 sẽ bằng UBC chia cho R2. Chú ý là mắc song song nên UBC là bằng U2 đầu R2, cũng bằng U2 đầu R1 luôn vì mắc song song. Chúng ta có 1,6 chia cho 4 bằng 0,4 A. Vậy là dòng điện qua cái R2 bằng 0,4. Vậy là chúng ta có dòng I3 sẽ bằng tổng dòng Y, dòng 2A này chúng ta trừ đi I2 thì ra được I3. Vậy I3 sẽ bằng 1,6 A. Chưa? Vì dòng qua R này là 2 trừ 0,4 được 1,6. Từ đây các em dễ dàng tìm được cái R3. R3 bằng 1,6 chính là UBC đó, chia cho I3. 1,6 mà chia cho I3 có 1,6 luôn. Vậy nó bằng 1 ohm. Các em chọn C luôn. Tuy nhiên bài này có cách khác làm ngắn hơn, nhưng mà trong quá trình diễn giải của thầy thì thầy làm hướng này ha. Mục đích của thầy là tính UBC bằng cách là thầy lấy UAB trừ UAC nha. UAC được tính bằng 2 nhân 7 ra được UAC. Sau đó mình lấy UAB trừ UAC thì mình ra được UBC. Vậy là có UBC rồi thì các em sẽ tìm được cái dòng qua R2 bằng cách lấy UBC chia R2 thì ra được I2. Sau đó lấy 2A trừ I2 thì ra được I3. Có I3 rồi các em dùng công thức R3 thì bằng UBC chia I3 tìm được 1 ohm. Tiếp tục câu số 6. Lực lạ thực hiện một công 840 mJ. Thông thường chúng ta nên đổi sang joule nha, bằng cách là chia 1000 thì ra được 0,84 joule. Khi di chuyển một điện tích là 7 × 10^2 coulomb giữa hai cực bên trong một nguồn điện, vậy xuất điện động của nguồn điện được tính bằng công thức là bằng công của lực lạ trên dấu quy. Công lực lạ này sẽ dịch chuyển lượng điện tích bên trong cái nguồn điện đó bằng 0,84. Các em phải đổi về joule nhé, chia cho điện tích là 7 × 10^2 coulomb. Mà lại vậy là thầy đưa cái 10^2 lên tử thành 84 chia 7 luôn, là bằng 12. 84 bằng 12V. Câu 7, khi một động cơ điện đang hoạt động bình thường thì điện năng được biến đổi thành động cơ điện. Ở đây mình không nói rõ động cơ điện này xoay chiều hay động cơ điện này một chiều. Thông thường là các em biết rằng động cơ điện thì nó sẽ quay, đúng không? Nghĩa là biến đổi từ điện thành cơ, năng lượng điện chuyển thành năng lượng cơ làm cho nó quay nha, nó quay. Vậy chắc chắn là nó biến thành năng lượng cơ học rồi. Ngoài ra nó còn làm cho nóng nữa, nghĩa là nó có tác dụng nhiệt nữa. Tại vì khi mà nó hoạt động thì các vật dẫn nó sẽ bị nóng lên, biến thành năng lượng nhiệt. Ở đây chúng ta có là năng lượng cơ học và năng lượng điện trường. Hiện tại các em chưa học năng lượng điện trường nhé. Năng lượng điện trường là năng lượng được tạo ra bởi từ trường biến thiên hoặc điện trường biến thiên. Lớp 12 chúng ta mới học. Năng lượng điện trường được tính bằng năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện. Ở đây chúng ta không có tụ điện. Cộng cho năng lượng từ trường tập trung ở cuộn dây xoắn như thế này.
Còn tụ điện là các em biết rồi đúng không? Hai cái bảng tích điện trái dấu này nha. Thì lúc này mới tạo ra được cái năng lượng điện trường nha. Do đó trong trường hợp này, động cơ điện này đang hoạt động bình thường thì điện năng đã biến đổi thành hai dạng năng lượng. Thứ nhất là năng lượng cơ học làm cho nó quay, và năng lượng nhiệt. Năng lượng nhiệt ha, đây là mình chọn câu D luôn. Câu 8. Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu điện trở R thì dòng điện chạy qua nó là I. Công suất tỏ nhiệt ở điện trở này không thể tính bằng công thức nào? Công suất tỏ nhiệt trên cái điện trở R này chắc chắn bằng I bình phương R là có này, bằng UI. Không thể nào UI bình được ha. B bằng U nhân I hoặc là U bình trên R. Câu 9. Điện năng đo bằng, điện năng là đo được cái lượng điện tiêu thụ của cái mạch điện đó. Mà để đo được nó thì chúng ta dùng công tơ điện ha. Câu số 10. Đối với mạch điện kính gồm có E và R khác không? Với mạch ngoài là điện trở thì cường độ dòng điện chạy trong mạch như thế nào? Các em nhắc lại công thức tính cường độ dòng điện, định luật ôm bằng E của nguồn trên cho R ngoài cộng cho R trong. R trong này là điện trở bên trong của nguồn điện, còn R này chính là điện trở mạch ngoài nha. Vậy là các em câu A là tỷ lệ nghịch với điện trở mạch ngoài là sai, tại vì nó còn có R trong nữa, vì R trong khác không. Tỷ lệ thuận với điện trở mạch ngoài là sai rồi, nằm dưới mẫu sao tỷ lệ thuận được? Giảm khi điện trở mạch ngoài tăng, rõ ràng khi điện trở mạch ngoài tăng làm cho cái mẫu số này tăng lên. Mẫu số và này là Y là tỷ lệ nghịch, do đó Y phải giảm xuống. Vậy là Y giảm khi điện trở mạch ngoài tăng, đúng ha. 11. Cho mạch điện kính gồm E bằng 9, R bằng 1 ohm và điện trở mạch ngoài là 9, hiệu suất của nguồn điện. Thì để tính hiệu suất nguồn điện thì các em lấy U ngoài trên cho E. Hiệu suất được tính bằng U ngoài, U ngoài, U mạch ngoài á, chia cho E là của bộ pin. U ngoài thì bằng Y nhân R ngoài. Còn E nguồn sẽ bằng Y nhân R ngoài cộng R trong. Do cùng một dòng điện Y, chúng ta khử đi, được bằng R ngoài trên R ngoài cộng R trong. Để đưa về phần trăm thì các em có thể nhân thêm 100% chỗ này. 9 trên cho 9 cộng 1 nè, 10 nhân 100. Vậy là bằng 90% nha. Hiệu suất nguồn điện là 90%. Các em chọn A nha. Câu 12. Hiệu điện thế giữa hai đầu mạch ngoài cho bởi biểu thức nào sau đây? U ngoài thì không thể nào bằng Y nhân R trong được. Sai nè. Phải là Y nhân R ngoài mới đúng. U ngoài thì bằng Y nhân R ngoài cộng R trong là sai. Cái này phải là E nguồn. U ngoài thì bằng E nguồn trừ cho Y R trong. Y nhân R trong này chính là U bên trong của nguồn điện. Ha, đúng rồi nè. Câu 13. Đường đặc trưng V5B của dây dẫn R1 là nét liền và dây R2 là nét đứt, được vẽ như hình vẽ. Điện trở tương đương của hai dây dẫn khi mắc nối tiếp. Vậy khi mắc nối tiếp là R tương đương bằng tổng R thành phần. Ở đây chúng ta có R1 là người ta biểu diễn bằng một cái đường nét liền, còn R2 là đồ thị của nó là một đường người ta biểu diễn bằng nét đứt. Vậy là chúng ta phải xác định được cái R1 và R2 này bằng cách là các em nhìn vào những cái điểm giao nhau chỗ này này, hoặc chỗ này chúng ta tìm. Tại vì R không đổi rồi, tại vì đường nó đường thẳng mà, thì R phải không đổi, tại vì U và Y thay đổi thôi. Do đó R1 sẽ bằng, thầy sẽ lấy cái nút này thầy tính nha. Cái nút này chúng ta sẽ có Y, R bằng U chia Y nha, bằng U chia Y. Cái nút này chúng ta có U bằng 6V. Các em lưu ý cái đơn vị nha. Chỗ này là miliampe nha, còn này là vôn. Chúng ta để EV. Miliampe các em đổi về ampe. 30 miliampe đổi về là chia ngàn là 0,03. Đấy, các em lấy 6 mà chia 0,03, nghĩa là 6 chia 3 được 2. 2 nhân 10 mũ trừ 2 nhân tử là 4 nhân 2. Vậy bằng 600. À, 200 chứ xin lỗi. Tương tự R2 thì lấy cái nút thắt chỗ này. R2 thì bằng U cũng là 6 chia cho nó là 15 thôi, nghĩa là nó có một nửa trên thôi. Nghĩa là 0,015.
Vậy là cộng lại bằng 600 nha. 14. Số điện đồng có đơn vị nào sau đây? Chắc chắn là đơn vị volt rồi. Tại vì coulomb là đơn vị của điện tích. Ampe là y. Hết là tần số. 15. Biểu thức định luật ôm cho toàn mạch. Chắc chắn là y bằng y trên r ngoài cộng r trong. À, định luật ôm cho toàn mạch. 16. Mạch kính một chiều gồm mạch ngoài có điện trở R ngoài và nguồn điện có số điện động là E, điện trở trong R nhỏ. Khảo sát đồ thị Y theo R. À, thì người ta thu được cái đồ thị như hình vẽ này. Các em tìm E và R. Các em chú ý vào những cái điểm trên đồ thị mà đã xác định. Ví dụ như chúng ta có điểm này là ứng với R bằng 3, R ngoài bằng 3 này, thì E thì Y nó bằng 2,5B. À, chúng ta áp dụng công thức là liên quan tới E và R. Thì sẽ có công thức định luật ôm đó các em. Y nó bằng là bằng Y trên R ngoài cộng R trong. Chúng ta lấy điểm đầu tiên là điểm số 1 này. Thì sẽ có là ứng với dòng điện 2,5. Thì E lúc này chúng ta viết lại chia cho R ngoài là bằng 3 cộng R trong. 2,5 bằng E trên 3 cộng R trong. Cái điểm nút thắt thứ hai là chỗ này. Lúc này dòng điện là 10A thì điện trở mạch ngoài bằng 0. Và chúng ta sẽ có là dòng điện bằng 10. 10 sẽ bằng Y trên cho R nhỏ. Tại vì R ngoài bằng 0 rồi nên trên R nhỏ. Lúc này thì có được cái Y nó bằng 10 lần R nhỏ. Chưa? Có Y bằng 10 lần R nhỏ, các em thay vào đây. Chưa nào? Thay vào đây chúng ta tìm được. Thì mình có thể làm thay nhanh vào. Nếu các em chọn R nhỏ bằng 1 ohm thì rõ ràng E nó bằng 10V là hợp lý ha. Ở đây cũng vậy, cũng đúng ha. Cái này là sai rồi này, không thể nào được. Vậy là còn câu A và câu D thôi. Nếu E bằng 20V thì chúng ta em thay vào đây 20. 20 mà chia cho 3 cộng 2 là 5. 20 mà chia 5 thì được 4. Còn này 2,5 không phải rồi. Chọn A luôn. Chúng ta không cần phải giải hệ đâu. Các em có thể thay đáp án vào để các em dò cũng được. Hoặc nếu mà các em muốn giải thì các em có thể thay vào đây em giải luôn ha. Chúng ta thay vào đây chúng ta sẽ có là gì? E bằng 10 R nhỏ. Lúc này sẽ có 10 R nhỏ chia cho 3 cộng R nhỏ bằng 2,5. Đúng không? Vi động lên đây chúng ta sẽ có 10 R bằng 7,5 cộng 2,5 R nhỏ. 10R sẽ bằng 3 x 2,5 là 7,5 cộng cho 2,5 R nhỏ. Các em chuyển qua đây còn 7,5 R nhỏ bằng 7,5. Vậy R nhỏ bằng 1, suy ra E bằng 10. Câu 1 từ luận. Trên nhãn một ấm siêu tốc có ghi 220V và 1500W. À, cho biết ý nghĩa của số ghi trên cái dụng cụ này. Thì rõ ràng 220V chính là hiệu điện thế định mức. À, hiệu điện thế định mức của cái ấm siêu tốc này. Còn 1500W chính là công suất định mức. À, công suất định mức của ấm siêu tốc. Định mức là sao? Nghĩa là hiệu điện thế định mức có nghĩa là khi mà các em đặt vào hai đầu của ấm một hiệu điện thế đúng bằng hiệu điện thế định mức thì nó sẽ hoạt động bình thường và công suất tiêu thụ của nó đúng bằng 1500W chính là công suất định mức ha. Thì câu A thì ai cũng biết làm rồi. Câu B. Các em sử dụng ấm điện vào hiệu điện thế U bằng 220V. Các em thấy không? Đúng bằng hiệu điện thế định mức luôn này. Thì lúc này nó sẽ hoạt động bình thường với công suất định mức. Để đun 2 lít nước từ nhiệt độ 25 độ C, tính thời gian đun sôi, biết hiệu suất ấm là 95%. Nhiệt lượng như dung riêng của nước là 4190 J trên kg nhân Kelvin. Ở đây chúng ta sẽ tính cái vi tỏ của bếp trước nha. À, thì tính nhiệt lượng tỏ ra của bếp này. Thì đặt là vi tỏ. Nhiệt lượng tỏ ra của bếp thì bằng công suất của ấm nhân cái thời gian. À, giống như các em dùng định luật Joule-Lenz đó bằng Y bình phương RT. Y bình phương R chính là công suất của ấm luôn, thì ta ghi thành B luôn. Nhân thời gian. À, thời gian đây là giây thì công suất đây là ohm.
nghĩa là bằng 1500 t đấy. Xuân thứ hai là nhiệt lượng thu vào của bếp ha. À, nhiệt lượng thu vào của nước đó. Nhiệt lượng thu vào của nước 2 lít nước thì quy thu bằng, các em dùng công thức là MC delta T. MC delta T, cái delta T này chính là độ thay đổi nhiệt độ, là các em lấy nhiệt độ sau cùng trừ nhiệt độ ban đầu của nước. À, khối lượng của nước là bằng, đúng bằng số lít nước nha. Các em biết rằng á, nước á, là có khối lượng riêng á, là 1000 kg trên mét khối. Cái này người ta sẽ không nhắc cho mình, mà mình phải tự hiểu là 1000 kg trên mét khối, nghĩa là 1 mét khối nước là ứng với 1000 kg. Mà 1 mét khối nước thì ứng với 1000 dm khối. 1000 dm khối là 1000 lít. Đó nha. 1 mét khối nước là 1000 lít nước. 1000 lít nước bằng 1000 kg, vậy là mỗi lít sẽ là 1 kg. Vậy ở đây 2 lít là ứng với 2 kg. Về sau này người ta cho số lít nước thì bằng số kg nước luôn nha. C là 4000. À, cái delta T này là nhiệt độ sau cùng là 100 là nước sôi. Từ nhiệt độ ban đầu của nước là 25. Rồi, cái bấm cái số này cho nó nhỏ lại bớt luôn ha. 2 nhân cho 4 là 1. À, 628.500 joule. Nào. Nếu mà hiệu suất 100% thì vi tỏ bằng vi thu. Nhưng mà do hiệu suất chỉ đạt 95% thôi. Nghĩa là cái vi thu này nó không bao giờ bằng vi tỏ được. Vi thu này nó chỉ bằng 0,95 lần vi tỏ thôi. Em hiểu không? Tại vì ví dụ thời gian cho các em là 100%, nhưng mà các em chỉ tiếp thu được là 95% thôi, thì chắc chắn khả năng tiếp thu của em phải ít hơn. Nghĩa là cái vi thu phải ít hơn vi tỏ ha. Nghĩa là chúng ta sẽ có là vi thu nó chỉ được bằng 0,95 lần vi tỏ thôi. Thế nào? Từ đó các em sẽ rút được là vi tỏ này. Thì thay vô luôn nha. Bằng tương đương đi. 0,95 nhân vi tỏ là 1500 nhân T bằng vi thu là 628.500. Lúc T là không. 628.500 chia cho 0,95 nhân 1500. Thực tế bài này cũng là bài học sinh lớp 9 thôi kìa. Chính nó cũng là làm rồi. Bằng 441 giây thì chia 60 luôn. Ra phút đi. Bằng 7,35 phút. Dạ. Vậy là mất thời gian 7,35 phút. Với hiệu suất 95% thì bếp sẽ sôi, 2 lít nước sẽ sôi ha. Câu 2. Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Bỏ qua điện trở của các dây nối. Dùng dây dẫn có điện trở không đáng kể để nối tắt hai cực của nguồn điện có được không? Giải thích tại sao. Thì tất nhiên chúng ta không thể nào nối tắt. À, nối tắt hai đầu dây dẫn được, vì lúc này điện trở sẽ trở về không, làm cho dòng điện tăng lên đột ngột ha. Câu này cũng khá đơn giản thôi, chúng ta chỉ có là như sau. Khi nối tắt thì dẫn đến gây ra hiện tượng đỏ mạch, đúng không em? Đỏ mạch, chập điện, đỏ mạch. Đỏ mạch rồi thì dẫn đến là cái dòng điện sẽ tăng lên đột ngột thì sẽ rất lớn. Chà. Vì thế có thể làm hỏng cái nguồn điện của mình. Ha, làm hỏng nguồn. Hỏng nguồn điện. Chà. Họ có thể phóng ra những tia điện nha các em. Những trường hợp và những cái vật mà bắt dễ cháy mà đặt gần những cái nguồn điện như thế này thì rất là dễ gây ra hỏa hoạn nha.
Do đó là đây là hiện tượng đổ mạch, là sự cố về điện đó các em. Những cái dây bọc cách điện nó có thể bị nóng chảy do chúng ta sử dụng quá tải đi, dẫn đến là những sợi dây chính á, dây mạch chính á, nó sẽ bị nóng lên đột ngột, làm cho cái sợi dây, cái vỏ bọc cách điện nó bị nóng chảy, làm cho hiện tượng chập điện. Nghĩa là lúc này hai sợi dây dẫn nó sẽ bị nối tắt nha. Vì thế mà lúc này gây ra hiện tượng đổ mạch và dòng điện tăng lên rất lớn ha, và làm cho hỏng hỏng cái nguồn điện, hoặc là phóng ra các tia lửa điện và có thể gây ra cháy nổ nha. Rồi, câu B, xác định điện trở mạch ngoài và công suất tiêu thụ của mạch ngoài khi đèn sáng bình thường. Các em lưu ý là khi mà đèn sáng bình thường nha, thì trước tiên là các em phải áp cho cái điều kiện để đèn sáng bình thường, nghĩa là dòng điện qua đèn phải đúng bằng dòng định mức và U2 đầu đèn này bằng U định mức nha. Trước tiên thầy chuẩn bị là cái dòng định mức trước đi, Y định mức của đèn thì ghi là IDM1 nha. Thì mình dùng công suất bóng đèn, công suất định mức chia cho U định mức. Đây là B định mức của đèn thôi nha, U định mức của đèn thôi. Các em thay vào B là 3 này chia 6 bằng 0,5 A. Vậy là lúc này để đèn sáng bình thường thì chắc chắn cái dòng qua cái bóng đèn này phải là 0,5 A. Được chưa? Bây giờ mình xác định điện trở mạch ngoài. Thì đầu tiên thầy tính cái R đèn cái. R đèn thì bằng gì? U bình trên B nha. Chúng ta có công thức tính công suất là B bằng U bình trên R. Thì mình sẽ rút R ra bằng U bình trên B. U này U định mức của đèn chia B định mức. À, U sẽ bằng R sẽ bằng U bình trên B. 6 bình chia 3. 36 chia 3, 12 ohm. R đèn là 12 ohm. Vậy lúc này chúng ta coi R đèn chính là một con điện trở thôi. R đèn đang mắc song song với R2. Từ đây các em sẽ tính được R2 đèn. R2 đang mắc song song với R đèn. Suy ra chúng ta có R2 đèn sẽ bằng tích R chia tổng R. Thay vào R2 đề bài cho là 12, à, nhân 12 chia 12 cộng 12 thì bằng 6 thôi. 6 ohm. Rồi. Mà cái R2 đèn lại mắc song song với R1. R1 mắc song song. À, xin lỗi, mắc nối tiếp. Mắc nối tiếp với R2 đèn. Thì suy ra được R mạch ngoài luôn nha. Thì bằng tổng R1 cộng R2 đèn. R1 đề bài cho là 5 cộng 6 bằng 11 ohm. Được chưa? Vậy là chúng ta đã xong được cái điện trở mạch ngoài. Bây giờ mình tính công suất tiêu thụ của mạch ngoài. Công suất tiêu thụ mạch ngoài khi điện sáng bình thường. Thì công suất tiêu thụ các em có thể dùng công thức bằng U nhân Y. Hoặc là các em dùng Y bình phương nhân R mạch ngoài. Đó. Ở đây cho nguồn điện E mà không nhắc đến điện trở trong, bỏ qua điện trở các dây nối. Điện trong của nguồn điện giá trị nào? Ở đây các em lưu ý đề bài không có nhắc đến điện trở trong, có nghĩa là nó vẫn có điện trở trong nha. Chúng ta không thể nào mà lấy cái E nó bằng U ngoài được đâu. Đến đây mình dùng công thức nào để mình tính đây? Thầy có cái này 0,5 rồi, thầy tính dòng qua R2 nha. Thầy tính dòng qua R2 để làm gì biết không? Mình tính dòng qua R2 á, để mình tìm được cái dòng qua R1. Nghĩa là mình sẽ biết được cái dòng trong mạch chính này. Có được dòng trong mạch chính này thì dễ dàng các em dùng định luật ôm, dùng công thức B bằng Y bình phương nhân R mạch ngoài là xong nha. Cách làm này cũng được. Vậy là thầy sẽ đi tính tiếp tục. Thầy tính cái dòng qua R2, đặt là Y2. Do cái đèn sáng bình thường nên U2 đầu bóng đèn này chính là bằng U2 đầu R2 luôn. U
U2 đầu R2 đó thì ghi là UR2 á nó bằng U đèn luôn các em nha, U đỉnh mức của đèn luôn. U đỉnh mức của đèn bằng 6V luôn. Do đó thầy tính được cái dòng I2. Dòng I2 sẽ bằng 6 chia R2. R2 là bằng 12 thì cũng bằng 0,5 luôn. Ở đây mình nhẩm ra cũng rất là đơn giản, hai cái R này bằng nhau thì dòng điện qua nó phải như nhau. Từ đó mình sẽ suy ra cái dòng mạch chính. Dòng điện mạch chính chứ còn tổng hai cái dòng này chính là 1A. Thì lúc này trên thấy cái dòng mạch chính đi tới qua R1 sau nó chia ra hai nhánh này, mỗi nhánh là 0,5. Nên dòng tổng sẽ bằng 1. Từ đây các em sẽ có được công suất mạch ngoài là thay vì là B ngoài. Công suất mạch ngoài là B ngoài sẽ bằng I bình phương nhân R ngoài. Bằng 1 bình phương nhân R ngoài là 11. Thì bằng 11W. Đó chính là công suất mạch ngoài. Câu C là để điện sáng bình thường thì điện trở trong của nguồn điện là bằng bao nhiêu? Rõ ràng chúng ta đã tìm được cái I mạch chính rồi. Bây giờ mình tìm cái điện trở trong. Các em dùng công thức nào đây? I bằng I trên R ngoài cộng R trong. Thì mình có thể rút ra được R trong. Dùng cái này cũng được ha. Chúng ta có là từ công thức định luật ôm cho tổng mạch là I bằng E trên cho R ngoài cộng R trong. Bên đây mình thay số vào thôi. I là cho là bằng mạch chính là 1 rồi nè. Bằng E. E cho rồi. E là bằng 12 nè. Chia R ngoài là 11 cộng R trong. Rõ ràng các em so sánh đối chiếu chắc chắn 12 chia 12 mới bằng 1 rồi. Từ đây mình suy ra được là 11 cộng R trong bằng 12. Vậy R trong bằng 1. 12 chia 12 bằng 1 chắc chắn là 1. 11 cộng R trong bằng 12 thì R trong sẽ bằng 1. Rồi tiếp theo câu số 3. Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, biết rằng ắc quy E1 và E2 là 12 và 6V. Cái điện trở không đáng kể, cái điện trở trong là bỏ qua luôn các em. R ngoài là 8 ohm và một biến trở RB mắc nối tiếp với nhau. Cái nguồn này người ta vẽ thế này thì các em hơi khó thấy, nếu mà chúng ta vẽ lại á thì nó giống như là trường hợp là hai nguồn đang mắc nối tiếp với nhau như thế này. Âm dương đấy. Sau đó mắc hai cái này mắc nối tiếp luôn. Một cái R biến trở và một cái R này. Đó cái bài đơn giản như thế này thôi các em. Đây là E1 E2, coi như R trong bỏ qua hết rồi. Lúc này bây giờ mình đi tính cái gì? Tính cường độ dòng điện và công suất tiêu thụ của toàn mạch khi R biến trở bằng 1. Vậy là khi mà R biến trở bằng 1, các em tính cường độ dòng điện thì chúng ta dùng định luật ôm cho toàn mạch. Thầy dùng định luật ôm cho toàn mạch nha. Thì thầy tính R ngoài trước đi. R ngoài lúc này nó bằng R biến trở cộng cho cái R này. R biến trở đề bài cho câu A là 1 cộng cho cái R này 8 bằng 9. 9 không? Sau khi các em tính được R ngoài rồi, bây giờ mình đi tính cái gì? Mình sẽ tính dòng điện thì em dùng định luật ôm I bằng E trên R ngoài cộng R trong. Do R trong bằng 0 nên chúng ta có E trên cho R ngoài thôi. E là 12. E này chính là E bổ nha. Bằng E1 cộng E2. Tại vì hai nguồn này mắc nối tiếp trên R ngoài luôn. Em thay vào thôi. E1 cộng E2 chính là bằng 18 trên 9 bằng 2A. Vậy là cái dòng điện mà chính là lúc này là đổ ra là 2A. Dòng này nè kia. Lúc này mình sẽ tính được công suất tiêu thụ của toàn mạch. Là của toàn mạch nha. Công suất của toàn mạch là B của toàn mạch sẽ bằng E nhân Y. Nếu mà công suất mạch ngoài thì bằng U nhân Y. Nhưng mạch ngoài á là U nhân Y, còn toàn mạch là E nhân Y. E là hai cái E là 18. 12 cộng 6 này. Nhân cho Y là 2 bằng 36. Chính là công suất toàn mạch. Rồi, câu B.
Các em tính RB để công suất tiêu thụ trên RB đạt giá trị cực đại. Nghĩa là tìm công suất trên cái R biến trở là lớn nhất ha. Đây là bài toán điểm 10 đây. Thì để mà giải những bài toán mà tìm max min á, lớn nhất nhỏ nhất các em. Các em biết công thức tính công suất ra theo RB là xong. Chúng ta có công suất trên cái biến trở RB. Thì RB bằng, lúc này mạch mắc nối tiếp là y và như nhau thì chúng ta sẽ có bằng y bình phương nhân cho RB. Cái y này chính là y mạch chính á. Y mạch chính này không phải là y ở trên đâu nha, tại vì y trong trường hợp này á là không, RB không phải bằng 1. Do đó là chúng ta y này là y khác nha. Mà y này bằng cái gì? Y thì bằng y bộ đó nha các em, y bộ đó. Đây luật ôm á, y bằng y trên cho r ngoài cộng r trong. R ngoài. Trên cho r ngoài. R ngoài cộng r trong. Mà cái r trong này không có, mình bỏ luôn nha. Bình phương đúng không các em? Y bình phương. Bình phương nhân RB. Lúc này rõ ràng mình không thể nào biện luận công suất theo RB được, tại vì trong cái R ngoài này vẫn có RB, mình biến đổi ra luôn nha. R ngoài này chính là bằng bằng R cộng RB tất cả bình. Đấy. Thông thường những bài toán mà tìm lớn nhất nhỏ nhất thì các em phải chuyển cái RB xuống mẫu hoặc lên tử. Thì đa số những trường hợp chúng ta chuyển cái RB này xuống mẫu để chúng ta biện luận cái mẫu nó sẽ là nhỏ nhất thì dẫn đến B nó sẽ là lớn nhất. Do đó mình phải chuyển cái RB là cái biến số này xuống đây để chúng ta đưa nó về cái mẫu số mà chúng ta xét cái mẫu số nhỏ nhất để cho công suất này lớn nhất. Thì các em phải đẩy nó xuống nha. Y bình. Đẩy xuống là phải là nghịch đảo như thế này. Sẽ bằng gì? R cộng RB. Đẩy xuống là nhân cho 1 trên RB. Mày hiểu không? Đấy, đẩy xuống là nhân 1 trên RB. Sẽ mình đưa vào trong ngọt luôn nha. Đưa vào trong ngọt. Vì ở ngoài á. Bây giờ mình đưa vào đây. Chi. Nếu mà ở ngoài là R đưa vào trong ngọt nó phải căng lên, mình nhớ không? Phải căng lên, căng lên cái này nè, đó sẽ bình phương. Do đó cái này chia cái này bình phương thì mình đưa vào trong luôn. Đây. Đi xuống đây nha. Này, một trên cho r căn rb tất cả bình thì các em xem như một này không quan tâm. Các em có hiểu nó là cái gì? R nhỏ R ngoài cộng RB chia cho căn RB tất cả bình. Nó nhìn nè. Đó. Đúng không? Giống như công thức chúng ta học công thức là x bình trên y bình thì bằng x trên y tất cả bình. Còn số 1 bình này chúng ta không cần quan tâm. Mình chỉ quan tâm ở dưới cái mẫu này có cái mẫu là căn R tất cả bình thôi. Rồi bằng y bình trên chỗ này, trong này thầy sẽ có là, trong đây thầy sẽ có là gì? Này chia cái này cộng cái này chia cái này thì còn căn RB. Đấy. Thì đến đây á, để cái B max thì cái này min này, B của R biến trở mà lớn nhất khi cái mẫu này phải nhỏ nhất, nghĩa là khi mà R trên căn RB cộng căn của RB phải nhỏ nhất. Mà nhỏ nhất khi mà dấu bằng xảy ra theo bất công thức Cauchy á, cho hai số dương á các em. Cái này dương hết rồi. Nhỏ nhất khi R trên căn RB phải bằng căn RB. Ủa tại sao chúng ta có cái này?
Tại vì theo bất tích oxy thì nhắc lại là lưu ý chỗ này các em nhớ này, A cộng B là hai số không âm lớn bằng 2 lần căn AB. Nha, cái này luôn luôn có này, đúng rồi. Và dấu bằng xảy ra khi A bằng B, nghĩa là dấu bằng xảy ra dấu bằng đây này, A bằng B. Mà dấu bằng xảy ra thì ứng với là nó là nhỏ nhất. Tại vì A cộng B luôn lớn hơn bằng cái này. Mà dấu bằng xảy ra thì nó sẽ đạt giá trị nhỏ nhất, A bằng B. Thì các em thử qua đi, A bằng B thì lúc này A cộng A là 2A. Này A nhân A là A bình đưa ra ngoài được A cũng bằng 2A, dấu bằng xảy ra. Rồi chúng ta sẽ suy ra được chỗ này tương đương. Nhân 2B cho căn RB thì cái này bên E còn R, bên này sẽ là RB. Đúng không? Vậy là R bằng RB. Vậy là khi R bằng RB, mà R đề bài cho 8 rồi, thì chắc là bằng 8. Vậy là khi RB bằng 8 thì dẫn đến là cái mẫu này sẽ nhỏ nhất, dẫn đến công suất sẽ lớn nhất. Ok em. Cái này là nhân 2B cho căn RB thì cái này mất cái mẫu, còn R. Bên đây căn RB mà nhân thêm căn RB nữa bằng RB, chính là R bằng RB bằng 8. Vậy là chúng ta đã hoàn thành cái bài này. À, tính giá trị cực đại đó luôn. Ở đây thầy mới có tìm R bằng RB thôi. Bây giờ mình tính cái giá trị đó luôn bằng cách là các em thay vào thôi. Thay RB bằng 8 vào đây thôi ha. Thì vào đây chúng ta sẽ có này, lúc này chúng ta dấu bằng xảy ra chị bạn. Cái này R bằng RB thì lúc này B max chị bạn. Tại khi B lớn nhất là B max nha. Bằng Y bình trên. Chỗ nào mà cái RB thì các em thay bằng R nha. Vậy là cái này nó bằng cái này, vậy là cái này bằng hai lần cái này. Tại vì hai cái này bằng nhau thì mình coi như là cái mớ này là mình chuyển thành căn RB. Đúng không? Căn RB mà cộng căn RB là hai lần căn RB. Hai lần căn RB. Tất cả bình bằng E bình trên hai bình là 4. Căn RB bình là bằng RB, mà RB bằng R thì ghi 4R luôn. RB bằng R nhé. E bộ bình là 18 bình chia cho 4 nhân cho 8. 18 bình phương chia cho 4832. 10,125 watt. Chính là công suất lớn nhất ha. Chưa các em? Vậy là công suất lớn nhất trên cái R biến trở này chính là bằng 10,125 watt. Ở đây chỉ là công suất trên cái R biến trở thôi nha, chứ không phải là công suất toàn mạch câu trên. Công suất toàn mạch câu trên là các em đã tính ra được 36 rồi, là cả toàn mạch luôn nha. Còn này công suất là chỉ trên cái biến trở thôi.